Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với clip mới này của mình nha. Thì clip ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn 4 mã code setting mà trước đây mình cũng đã sử dụng để chơi cái tựa game Bubsy Mobile này nhá. Thì trước tiên chia sẻ cho tất cả các bạn mã code thì mình sẽ vào trong trận game để mình chiến cho bạn xem nhá. Thì ok, let's go. Awesome. Thanks. I got supplies.
help.
Ok, thì sau đây mình sẽ cho các bạn tham khảo qua cái setting nút hai ngón của mình mà trước đây mình cũng đã sử dụng. Rồi chút nữa mình cũng cho các bạn tham khảo luôn cái setting 3 ngón và 4 ngón, 5 ngón. Các bạn nào chưa có cái setting phù hợp ấy thì có thể tham khảo qua cái video của mình. Và các bạn nào muốn cài giống của mình ấy thì các bạn kích cỡ màn hình của bạn không giống của mình ấy thì các bạn phải chịu khó chụp ảnh cái màn hình setting của mình như thế này. Rồi sau đó các bạn vào cái thiết bị của bạn, các bạn tự cài. Đấy, tự cài thì nó sẽ là hiệu quả hơn và khi các bạn thao tác thì nó sẽ là chuẩn chỉ hơn nhá. Thì ok, thì đây mình cũng chỉ cho muốn cho các bạn tham khảo qua thôi, rồi các bạn tự chỉnh làm sao mà nó dựa theo cái setting của mình là được. Thì đây là cái mẫu setting hai ngón của mình nhá. Thì ok, thì đấy thì setting này nó cũng khá là dễ chơi thôi, thì các bạn nào mà mới chơi đấy thì chơi cái setting này nó khá là đơn giản thôi. Thì đây mình cũng chỉ cho bạn tham khảo qua thôi nhá. Thì sau đây mình sẽ cho bạn tham khảo luôn cái setting 3 ngón cũng như 4 ngón của mình. Hiện tại mình đã vào cái setting 3 ngón của mình rồi nhá. Thì đây trước mặt các bạn đây là mẫu code setting 3 ngón của mình. Thì đây thì mẫu này trước đây mình mới chơi đấy, mình chuyển từ 2 ngón xong bắt đầu mình chuyển lên bắn bằng setting 3 ngón như thế này nhá các bạn nhá. Thì đây các bạn nào đang có cái nhu cầu chuyển từ bắn 2 ngón đến bắn 3 ngón thì có thể tham khảo qua cái setting này của mình, hoặc các bạn có thể dựa theo cái setting và cài nhá. Không cần các bạn phải cài giống cái setting của mình đâu nhá. Thì ok, mình cũng đã nói rất là nhiều rồi. Thì đây là cái mẫu setting 3 ngón nha các bạn nhá. Đây. Đấy, các bạn nào thích đấy, thì có thể comment bên dưới để mình gửi cho cái mã nha. Thì hiện tại là cái mã ở trên cái thiết bị app chính của mình đang chia sẻ cái mã rồi. Giờ mình sao chép code là sẽ mất cái mã kia. Nên các bạn nào cần thì có thể comment bên dưới để mình gửi cho nhá. Còn đâu mình chưa chia sẻ được ngay đâu các bạn nhá. Thì ok, thì đây là mẫu code setting 3 ngón nhá. Thì sau đây mình sẽ cho bạn tham khảo luôn cái setting 4 ngón. Ok, thì đây. Thì đây trước mặt các bạn đây là mẫu code setting 4 ngón của mình nhá. Đây thì các bạn nào xem trên kênh của mình lâu ấy thì cũng biết tất cả cái code setting của mình, thì ngày hôm nay mình sẽ cập nhật lại để cho các bạn nào cần thì có thể cài cũng như là dựa theo cái setting của mình chỉnh làm sao cho nó phù hợp cái ngón tay của bạn chơi là được. Ok, thì đây là mẫu setting 4 ngón của mình. Đấy, mà trước đây mình cũng vẫn sử dụng để chơi ở cái tựa game bookie này nhá. Ok, thì sau đây mình sẽ chuyển lên cái setting 5 ngón mà bây giờ mình vẫn đang sử dụng nhá. Thì đây là hiện tại là cái setting 5 ngón mà mình đang sử dụng để chơi trong trận đấu game này. Đấy, thì rất là nhiều bạn hỏi nhá, thì cái mã này mình cũng đã chia sẻ rồi ở cái video trước ấy, thì các bạn nào cần ấy thì có thể qua đây lấy cái mã. Còn đâu các bạn nào có thể chụp ảnh cái màn hình lên đấy, thì mình sẽ cho sáng sáng lên một chút để cho các bạn tham khảo nhá. Nào cần ấy thì có thể chụp ảnh màn hình đấy, mà cài giống của mình, hoặc các bạn có thể dựa theo thôi. Đấy, thì đây là đây hai nút nằm nút ngồi, mình cho M là mình nhảy bên đây nhá. Nhiều bạn là cứ tưởng là mình chơi 3 ngón nhưng không phải. Đây. Thì hiện tại đây là cái mẫu setting 5 ngón của mình mà bây giờ mình vẫn đang sử dụng để chơi nhá. Thì ok, thì vừa rồi mình đã cho bạn tham khảo qua cái 4 mẫu code setting. Thì setting 2 ngón, setting 3 ngón, setting 4 ngón này, setting 5 ngón. Đấy, các bạn nào cần cái setting nào ấy thì các bạn có thể comment dưới video này để mình gửi cho cái mã code setting đó nhá. Và các bạn có thể chụp, không thì các bạn có thể chịu khó chụp ảnh cái màn hình setting và các bạn lưu làm sao dựa theo cái setting của mình là được. Thì ok, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh cũng như ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Mình rất mong muốn các bạn trong thời gian tới tiếp tục ủng hộ mình nhá. Thì bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha.